Hello anh em nha, em mới mua được xe Atis nha anh chị nha. Xe này vừa qua mình mới bán cho khách 148 cái gì. Anh về anh chạy mới có nửa tháng hơn rồi. Về mua mà vợ chồng không thuận ý rồi về cửa lộn hay sao. Anh về anh bảo dưỡng vô mấy chục, anh hay quá trời. Thay 4 cái phuộc, 4 cái phuộc Putin. Phuộc với hất lái anh chạy. Anh chạy hay phuộc với hất lái hả? 4 cái phuộc với hất lái. 4 phuộc với hất lái. Bốn phục xuống sao hất lái với bánh bát rồi là mười mấy triệu anh em không? Sáu đầu Putin luôn. Mâm vỏ nữa ha. Đèn đèn mới tinh nè. Anh em nào quan tâm thì liên hệ em, được nguyên nhân ghế nỉ bản G nha. Bản này thì nó sẽ có ABS và nó có túi khí. Để anh em mình hơn trăm tí à, hơn trăm tí là bán liền. Ghế nỉ, tiếp liền nỉ. Xe còn rất là liền, xe mà đẹp anh chị nha. Nói chung thì bản G nó phải đẹp rồi. Bản G thì đang quan tâm phần là xe cơ quan gia đình thôi mà. Anh em thấy nguyên nhân ghế nỉ đi không nổi liền đúng không? Nói chung mình mua xe thích xe ghế nỉ lắm. Ở đây thì mình xe này mình cũng để ra đó ha. Ở đây thì có thêm một Cora Atis đời trước. Cora Atis đời này 97 xe nhập nha, cũng ghế nỉ, tấp ly nỉ luôn. Xe này đang để cho anh em mình 110 triệu. Đó, anh em cứ qua xem tham khảo, lấy thử, chạy thử đừng ngại ngùng nha. Có xem là cô bớt ha. Rồi cảm ơn, chúc em mình buổi chiều vui vẻ, nhiều sức khỏe nha.